Hasuki đã có giấy chứng nhận chuẩn organic cotton tự nhiên cho khăn lau mặt khô cao cấp Hotosu, da nhạy cảm, an tâm sử dụng. Thị trường hiện nay có rất nhiều loại khăn V-Cot, trong khi đó khá ít loại khăn cotton như khăn của nhà Hotosu. Ủa, hai loại này khác nhau kiểu gì vậy? Thắc mắc thì để tôi so sánh giữa cotton và V-Cot nha. Về nguồn gốc, cotton được làm hoàn toàn từ sợi bông cotton tự nhiên, không can thiệp hóa chất, còn V-Cot làm từ nguyên liệu thô giá rẻ như mía, đậu nành, phải dùng nhiều hóa chất để xử lý. Chính vì thế, cotton sẽ không có mùi, còn V-Cot có mùi hơi chua, mốc, khi thấm nước sẽ càng thấy rõ hơn. Cotton có bề mặt trơn mịn, mềm mại, không sơ bụi, an toàn cho làn da nhạy cảm. V-Cot bề mặt gồ ghề, sần sùi, khá xù bông, có sơ bụi nên không an toàn và đau rát cho da. Cotton tự nhiên có độ thấm hút tốt, còn V-Cot do bề mặt sần sùi nên thấm hút kém hơn cotton. Cotton khi gặp nước thì sợi dẻo dai và mềm hơn, hạn chế rách khi dùng. V-Cot gặp nước sẽ bị co lại, kém bền, dễ sờn và rách khi dùng. Cotton khi đốt sẽ lâu tàn, tro tàn không quăng lại. V-Cot khi đốt có mùi hóa chất cháy nhanh hơn, tro tàn sẽ quăng lại. Hotosu chúng mình rất tự hào với khăn lau mặt khô chuẩn organic, hoàn toàn cotton tự nhiên, không mùi, không hóa chất, an toàn cho da nhạy cảm. Giá thành chỉ từ 4XK thôi, bấm mua ngay.